Samādhiyāmi Musāvādā Vairamani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi Surāmeraya Machchappamādatthāna Samādhiyāmi. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng Imani Pancha Sikkhapada Nisa Dukkha Kato Appamadena Niccakalang Sammara Kitabang. Chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vân dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Amaphante, và chúng con xin vâng. Nước sắp tới chưa? Thế Tôn có dạy rằng Sile nek sugatin yang thi sile nek phu ka sampada sile nek nibbu tin yang thi ta sma si lăng vi so that ye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Sa thu lành thay. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo ạ. Uttamang ghe na vấn đề hăng pa đa băng sung và uttamang Phật thế vô kali tô đô sô Phật thô khamatu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na vấn đề hăng thammang cha du vi tham warang thamme yo kali to do so thammo khamma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na vấn đề hăng sang khăn cha du vi thốt tamang sang khe yo kali to do so sang khô khamma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng thọ trì tam quy, đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. À. Và sau đây con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Và con kính nhân mít lại cho sư. Sa ba bu tha nu pha ve na sa ba tham ma nu pha ve na sa ba sang kha nu pha ve na bu da ra ta năng tham ma ra ta năng sang ga ra ta năng tin năng ra ta năng a nu pha ve na cha tu ra si ti sa ha sa tham ma khang tha nu pha ve na pi ta ka ta ya nu pha ve na chi na sa va cam nu pha ve na sa be te ro ga sa be te ya sa bê tê ăn trà ra ya sa bê tê upa đa ba sa bê tê đun ni mi ta sa bê tê ava mang ga la vi na sa tu a yu vạc thô thà na vạc thà cô hô thì sắp bá đà Đức Khả Rô Gà Phá Gia Vệ Ra Sô Ca Sát Tu Chí Pa Đà Va A Nê Ca Ăn Tá Rạ Gia Pì Vi Na Sang Tu Cha Tê Gia Sa Cha Gia Siết Thì Đa Năng La Phật Sô Thì Phạm Văn Sư Khăn Pà Lăng Sì Rì A Dù Cha Vãn Nô Cha Phổ Găng Vũ Thi Cha Gia Sa Va Sa Ta Va Sa Cha Cha A Dù Cha Gia Chiết Va Siết Thi
Pha văn tu tê nhờ quy đức của chư Phật, của giáo Pháp và của chúng Tăng. Nhờ quy đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nhờ quy đức môn, nhờ quy đức của Tam Tạng, của chư Thanh Văn, Đệ Tử Phật. Tất cả bệnh tật, lo sợ, nguy khốn, hiểm nghèo, điều xấu, sự bất hạnh của người đều được tiêu diệt, tuổi thọ, tài sản, may mắn, danh tiếng, sức mạnh, sắc đẹp, sự an lạc đều được tăng thịnh nhờ quy đức của Tam Bảo. Những khổ não, tật bệnh, lo sợ, quan trai, buồn phiền, thù oán, nguy khốn, hiểm trở đều được tiêu tan. Cầu chúc cho người được thắng lợi, thành công, tài sản, lợi đắc, phúc lạc, vận may, an vui, sức mạnh, cát tường, tuổi thọ, sắc đẹp, sở hữu tấn hóa, tiên tốt, sống lâu trăm tuổi và thành công trong cuộc sống. Siết ma Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Má, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, xin hello. Dạ. Dạ, cảm ơn Hà đã cho tín hiệu. Cảm ơn chị Nhung đã cho tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, chư vị có nghe lại nguyên như luôn không ạ? Sa thú, sa thú. Dạ, con xin mời chư vị trong đạo tràng cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka Thipati Sahambati Katanchali An thi hoa rằng a ya cha tha san ti tha san tâm ba ra chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu cam bi mang ba chang san tham ma phê rin quy nhà dân cha ca dân su tân cha bần thân a phi tham ma chăm măng a cô ta dân tô cha tu san cha đan đăng ba bố tha nay ye ba ri sa ya man che e wang sa ham ba ti brahma pha ga quan tăng a ya cha tha tuân hi pha quê na tăng bu thô ca ruân nhê na thi hoa sa ya tăng
Anha Uthaya Badena Migada Yang Tato Gato Bancha Wajada Yonaye Amang Baye Thi Sammato Tato Bafuti Sambutho Anunat Made Sanang Maka wasani de seisi santa nang antha sintakang te na satu ayo fante de se tu thamma de sanang sambayi tha bari saya anu kambam bikata we Nắc mô Bụt Tha Dạ, Nắc mô Tham Ma Dạ, Nắc mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể thay mặt chư tăng để đăng đàn thuyết pháp cho chúng con buổi học của ngày hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng đức lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Và bữa nay là cô Duy Như kệ hay quá. Tạm sư nhớ là lúc mà ở bên Miến Điện nghe mấy cô tu nữ ở bên Miến Điện ta kệ. Thì hôm nay thì chúng ta học cái bài Ngạ Quỷ Sự thứ 44. Nhưng mà cái tích truyện này đó thì trong kinh thì cái chánh tạng thì cũng chỉ là nói là cái chuyện này nó cái tích truyện nó tương tự như cái câu chuyện Ngạ Quỷ Sự 43. Nó chỉ khác là kia là hai ngạ quỷ tạo cái bất thiện nghiệp, cho nên là sanh làm ngạ quỷ phải dùng những cái vật bất tịnh, xú quế, dùng phân. Thì cái câu chuyện ngạ quỷ này là ngà nữ ngạ quỷ sự. Thì cái cốt truyện thì nó cũng gần giống như câu chuyện 43, cho nên là mình chỉ là cái nữ ngạ quỷ này đó trước kia cũng buông những cái lời xúc xỉm, tạo những cái ác bất thiện nghiệp đối với các cái bậc có giới hạnh tốt đẹp, cho nên là phải chịu cái hậu quả trong cảnh giới khổ đau. Thì hôm qua là sư đã nói về cái trong cái sinh hoạt tâm của chúng ta đấy, cái tưởng nó là thiên hình dạng trạng, nó có tưởng những cái điều tốt đẹp cũng có, mà nó tưởng những cái điều mà xấu xa cũng có, rồi có nhiều khi chúng ta sai lầm, chúng ta bám níu vào những cái tưởng của mình, rồi mình nhận thức đối tượng một cách nó méo mó đi. Cho nên là Đức Phật mới dạy chúng ta có những pháp đấu trị. Thường thường phàm nhân chúng ta thì có gì, dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, rồi những cái tưởng này là nó đem đến những cái điều tai hại trong cái đời sống. Đây là những cái tà tư duy, những cái suy nghĩ, những cái điều xấu xa thiện đã dẫn đến những cái tưởng nó vẽ giờ ra. Dục tưởng là sao? Mình suy nghĩ đến những cái dục lạc của thế gian, sắc thân vị xúc, nhưng mà trong đó
nhất là cái ái dục, nó là cái rất là mạnh mẽ. Cho nên á là cái những người mà bị cái dục tưởng này nó chế ngự, cái người này họ đắm nhiễm trong đó, nó say đắm trong trong đó. Chính vì đi tầm cầu những cái dục lạc, rồi bám níu về cái sắc thinh, hay là hoặc là tài tình danh lợi, đó, rồi cái đau khổ nó phát sinh. Cho nên á là những cái tưởng này nè, chúng ta cần phải phải diệt trừ. Dục tưởng mong cầu bám níu để thụ hưởng, nhưng mà nếu mà những cái mong muốn, những cái này mà không có đạt được thì sao? Thì sanh ra là sân tưởng, là coi như là cái tâm bực bội, giận hờn, ganh ghét, về những cái đối tượng mà không như cái ý của mình đó. Rồi cái sân tưởng này nè, khi mà mình muốn mà không được thì sao? Bây giờ mình phải tìm cách trả thù, thì đi tới cái gì, cái hại tưởng. Hại tưởng là những cái suy nghĩ không có tốt đẹp, bài mưu tính kế, để mà hạ bệ hay là diệt trừ cái đối tượng. Sân tưởng là những cái tâm niệm là ganh ghét, tật đố, rồi muốn làm hại chúng sanh khác, để trả thù. Cho nên á, trong thế gian chúng ta đau khổ vì ba cái loại tưởng này, hay là ba cái tà tư duy, là những cái tư tưởng bất chánh tà dại, rồi chúng ta tạo những cái ác bất thiện nghiệp, mà đem đến những cái hậu quả khổ đau oan trái chất chồng. Cho nên là chúng ta phải cảnh giác với những cái tà tư duy này. Đây là những cái mầm móng rất là tai hại. Mà ba cái kẻ thù này đó, nó chực chờ, nó ngủ ngầm, nó ẩn tàng ở ở cái ngóc ngách tối tăm ở trong cái nội tâm chúng ta đó. Nếu mà chúng ta không có cảnh giác là nó sẽ nhảy ra, nó tàn hại mình. Bởi hôm đó sư nói đó, là những cái con vi trùng, những con virus ở bên ngoài á, chẳng qua là nó tấn công mình, nó gây cho mình bệnh tật, hoặc là nếu mà có chết thì cũng chết một cái kiếp này thôi. Nhưng mà những cái tà tư duy này đó, nó ẩn tàng ngấm ngầm ở trong nội tâm chúng ta, mà nó giết chúng ta chết không biết bao nhiêu tỷ tỷ kiếp mà nói. Cho nên đó, khi mà chúng ta hiểu biết đó, chúng ta phải có cái phương pháp mà đấu trị. Thì quý vị cũng thường thường quý vị hay đọc mà cái bài mà dễ dễ dàng chúng ta tiếp nhận nhất là cái gì, là cái năm điều quán tưởng, cái lời Đức Phật dạy. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình,
ta thọ quả báo phân minh kết thành nha. Đây là những cái quán tưởng để mà chúng ta cảm thấy ngao ngán, nhờn chán, để nó đối trị với ba cái tà tư duy. Nè, đó thì cái chánh tư duy này đó là để chúng ta suy tưởng về những điều thực tướng. À, đó cái chánh tư duy là những cái đường lối và chân chánh để đối trị với những cái tư duy. À, rồi chúng ta tưởng về những cái điều mà để giảm nhẹ tham, giảm nhẹ sân. À, rồi chúng ta hiểu biết được về những cái tính chất, những cái định luật trong đời sống thực tế, để đối trị, để diệt trừ tất cả những cái đó. Thì khi mà chúng ta bị trâu lăng, quay sanh tử luân hồi bởi sự trói buộc của những cái tà tư duy, đó là những cái dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng này nó cột trói chúng ta. Khi nào mà chúng ta cắt đứt được những cái tà tư duy này đó, thì chúng ta sẽ được giải thoát, sẽ được an vui. À, thì Đức Phật dạy khi mà chúng ta thực hành cái chánh tư duy ấy, là cái gì? Chúng ta phải có cái ly dục tưởng. Ở đây chúng ta thấy rõ sự thật ra ở trong cái đời sống này nè. Chúng ta không có cái gì là chắc, không có gì là thỏa mãn được hết. Những người mà thích ăn uống thì ăn hoài cũng không biết đến khi nào mà mới thỏa mãn được cái vị giác, cái khẩu vị của mình. Những người mà thích thú trong đề mà ái dục thì không biết tới chừng nào mới thỏa mãn được. Mà chính vì những cái này đó làm cho cái tâm mình nó bợn nhơ, nó ô uế, không có thấy được cái thực tính của nó. Rồi do đó là chúng ta phải diệt trừ những cái tư tưởng mà dục tưởng này bằng cách là quán sát về cái sự ly dục. Quán sát sự ly dục, Đức Phật nói là sao? Những cái dục lạc ở thế gian này đó, nó giống như những giọt mật mà ở trên cái lưỡi gươm bén này đó. Chúng ta vì tham muốn hưởng thụ những cái giọt mật này mà chúng ta không thấy tai hại. Khi mà còn những con vật đó, chứ có đọc một cái câu chuyện là ở vùng Bắc Cực, những người thợ săn đó, họ muốn săn những cái con chó sói hay là những cái con gấu đó. Là sao? Họ lấy cái dao cái bắt đầu có họ ngâm máu xong cho nó đặc rồi đó, bắt đầu họ mới nhúng vào máu, ngâm tiếp cho nó nhiều lớp như vậy đó. Rồi khi ban đêm đó, họ đem ra họ cắm cái dao đó xuống dưới cho nó cứng. Thì những cái con chó sói, những cái con gấu đó, nó nghe cái mùi, nó đến nó liếm, nó liếm say sưa, nó đâu có biết là ở ta có một cái lưỡi dao rất là bén. Ảnh liếm 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 riết rồi á, ảnh mê đi, đang đói mà bây giờ có cái mùi máu rồi kia nọ, liếm riết rồi nó đứt cái lưỡi, đứt lưỡi, con chó sói là con gấu nó chết. Sáng ra những cái người thợ săn này thu nhặt những cái đó về để
sử dụng. À, thì cái dục tưởng này nè, nó cũng như vậy. À, tại vì cái con chó sói, con gấu là nó tưởng đâu là cái vật mà ngon lành, chứ nó không biết ở trong đó là có cái sự tai hại. Thì chúng ta cũng vậy. À, vì cái tưởng sai lầm, rồi mình đắm nhiễm, mình chạy theo để mình thỏa mãn. À, thỏa mãn cái thèm muốn, giống như là con vật mà nó liếm cái máu mà để mà nó thỏa mãn cái sự thèm khát của nó, nhưng mà nó không biết có cái điều tai hại là sẽ đứt cái lưỡi. À, cho nên khi mà giới trí tuệ chúng ta học hiểu, chúng ta thoát dần ra, à, dùng những cái pháp mình đối trị lại nó, diệt trừ nó. À, lúc đầu mình làm cho nó suy yếu nha, nó suy yếu, à, nó, mình khước từ, mình né tránh, à, rồi dần 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 mình đi đến mình đoạn trừ. À, rồi cái thứ hai là ly sân tưởng. Ly sân tưởng ở đây là sao? Mình xét thấy mỗi lần cái sân hận á, nó dấy động ở trong nội tâm chúng ta thì sao? Nó có cái sức nhiệt não, bức bách, thiêu đốt, à, làm cho cái tâm, cái thân của chúng ta nó nóng nóng nảy. À, chính đây là cái điều tai hại. Thì quý vị thấy rằng bây giờ những cái bên y học hiện tại người ta cũng chứng minh rằng những mà thường hay mà giận hờn nhiều đó, sao là những cái người này thường hay bị các cái bệnh mà tim mạch, à, hoặc là về đường tiêu hóa là bao tử rồi chẳng hạn. Tại vì khi đó theo cái phân tích của bên y học thì cái cơ thể của con người đó, hồi xưa là mình sống ở trong tự nhiên, à, mình chiến đấu với các kẻ thù, à, để mà mình tồn tại. Cho nên khi mà những cái cơn giận mà nổi lên á, thì nó tiết ra những chất. Tại vì khi mà cơn giận nổi lên phải chiến đấu, à, chiến đấu quân thù, thì tự động ở trong cơ thể nó tiết ra một cái chất. Khi mà chúng ta bị những cái vết thương đó, à, thì cái chất này nó làm cho, à, mau chóng cầm máu những cái chỗ đó, à, nhưng mà ngặt nổi á, nó chỉ phát ra nhưng mà nó không thu lại được. À, cho nên á, những cái người mà thường hay sân hận thì những cái chất này đó, cơ thể nó tiết ra nhưng mà không có sử dụng, cho nên sao, nó tồn tại, nó đóng ở trong những cái mạch máu của mình, à, trở thành những chất cholesterol rồi kia nọ đó. À, sao rồi bắt đầu nó tắc nghẽn, nó gây ra là cao áp huyết, rồi dở mạch máu, hay là tai biến mạch máu não, vân vân vân. Cho nên á, khi mà chúng ta biết như vậy, chúng ta thấy rõ ràng mỗi khi mà cái thân mình bình thường khác, nhưng mà mình giận lên, có những người thì mình giận đỏ mặt tía tai, à, có người thì, à, toàn thân, à, nó rung bần bật. À, mỗi người sẽ có cái biểu hiện khác nhau. À, tại sao? Lúc đó là do cái nhiệt não, cái lửa của sân nó thiêu đốt. À, thành ra chúng ta thấy như vậy để mà chúng ta tránh xa đó. À, bây giờ đó, mình giận hờn, mình bực bội người khác, à, nhưng mà mình chưa làm gì được người khác, là chính mình thiêu đốt cái chính mình, thấy không? Cho nên đó, từ đó mà chúng ta lấy những cái tai hại này để chúng ta diệt trừ cái sân hận. Rồi khi mà chúng ta làm hại người khác, gây khổ đau tổn hại cho người khác đó, thì sao?
thì mình càng chất chồng thêm những cái điều quan trái. À, Đức Phật dạy hận thù, việc hận thù đời này không có được. À, tình thương, việc hận thù là định lực ngàn thu. Đó. Cho nên á, mình lấy đó để mà mình diệt trừ, à, hay là thực hành ly sân tưởng, ly hại tưởng, à, để đem đến một cái sự an vui. À, anh ra có nhiều lúc mình suy nghĩ, à, mình tha thứ cho người khác đó là mình làm, tự làm cho mình an vui, à, chứ mình nhớ làm chi, mình nuôi hận thù làm chi, à, mình tìm cách mình hại người khác làm chi cho nó khổ, khổ tâm, không? Mình phải suy tư đêm rằng đọc ngủ được, à, tìm mưu này kế nọ cho nó tổn hại cái tinh thần của mình. Thôi bây giờ á, nghĩ à, cái đó hồi mình cũng tạo những cái quan trái rồi. Thôi giờ mình chấp nhận, mình xả bỏ, à, à, mình trả được một mối nợ rồi đó. À, khi mà mình hiểu biết vậy, mình xả bỏ, à, mình từ bỏ những cái sân tưởng hại tưởng, à, thì nội tâm nó được được an ổn. À, thì đó là cái phương pháp để mà đối trị, à, đối với những ba cái tánh tư duy, tức là những cái suy nghĩ về những điều chân chánh, để đối trị với ba cái tà tư duy. À, thì ngoài ra thì Đức Phật cũng có dạy, như hồi nãy sư đọc là năm cái điều quán tưởng đó. Chúng ta quán tưởng về sự vô thường, à, đời sống bấp bênh, à, tất cả trong thế gian này nó luôn luôn là nó thay đổi, không có gì làm bền chắc. À, để mà chúng ta diệt trừ những cái chấp thủ, à, rồi khổ tưởng, tức là chúng ta tất cả chúng sanh ở trong thế gian này ai cũng khổ như nhau, à, ai cũng khổ như nhau do cái duyên nghiệp của mỗi người rồi. À, rồi sao? Ở trong đời sống có nhiều khi là vì mình chấp thủ, rồi mình còn làm cho người khác đau khổ thêm, hay là đời sống của mình đã khổ rồi mà mình còn tự dày dò, mình làm cho nội tâm, cho thân thể mình càng khổ, khổ đau nhiều hơn. À, cho nên á, bây giờ mình sống, à, cái đời sống mà nó quá khổ, rồi sao mai mốt cũng đi tới cái chết. À, thôi bây giờ mình sống an vui đi, mình chấp nhận, mình tri túc, à, mình xả bỏ, mình tha thứ, à, để có một cái đời sống tương đối tốt đẹp, à, để mình học hỏi những cái điều hay lẽ phải, những điều tốt đẹp, để mai mốt mình có chết, có đà ra đi đó cũng trong một cái trạng thái an lạc, à, phải không? Đó. Cho nên chúng ta suy tưởng những cái điều đó để mà chúng ta diệt trừ cái khổ, à, khổ thân, khổ tâm. Rồi vô ngã tưởng là chúng ta thấy tất cả đều do nhân, do duyên, à, nó hình thành, à, hình thành đến một lúc nào đó rồi cũng do nhân, do duyên, rồi nó tan rã, à, nó theo một cái định luật của nó, à, không ai khống chế, không ai điều khiển, à, những cái định luật này được, à, hoàn toàn không có một bản ngã, không có một linh hồn, à, không có một người nam người nữ nào trong 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 cái sự vận hành của pháp ấy. Nha. Cho nên chúng ta suy tư cái điều đó để chúng ta trừ cái ngã tưởng. Rồi thứ tư là yếm ly dục tưởng, à, chúng ta thấy được
những cái dục lạc của thế gian này đó, vui ít mà khổ nhiều. À, giống như những con thú mà nó liếm cái máu ở cái dao bén, hay là những cái giọt mật ở trên cái dao bén. À, mình liếm, mình hưởng thụ cái dục lạc thì nó có chút à. À, nó chỉ thoáng qua trong phút chốc thôi, nhưng mà cái khổ đau đó thì nó lâu dài. À, cho nên từ đó mà chúng ta thoát ra những cái mong muốn tầm cầu về dục lạc. À, để chúng ta cảm thấy nhàm chán, ghê sợ, à, mà chúng ta từ bỏ. Rồi tự tại tưởng, tức là sao? Mình sống một cách tự tại, không có tầm cầu, không có tìm kiếm. Chúng ta sống một cái đời sống tri túc, bằng lòng với những gì mà mình có, mình không có tầm cầu quá mức. Rồi sao? Rồi mình biết là ở thế gian này đó, đau khổ là do tám cái pháp, khen chê, phúc đau khổ, được mất danh, tháng phỉ báng đủ thứ. Thành ra đó, mình biết là sự khen chê là lẽ thường. Bữa nay có một cái trạng thái tâm hỷ lạc, hay là hoặc là có một cái điều gì đó làm cho người ta hoan hỷ, ta vui, ta tán thán mình. Nhưng mà ngày mai đó, cái trạng thái tâm của người ta không được vui, hay là hoặc là vô tình mình làm cái gì đó mà người ta không hài lòng, thì người ta phỉ báng, ta chê trách, thì cái chuyện thường tình, không có gì, không có gì đáng nói. Quý vị thấy có khi gió này nó đem đến cái mát, nhưng mà mùa hè cái gió nó lại đem đến cái nóng bức. Thành ra cái ngọn gió đâu có tội gì đâu, nhưng mà mát hay là nóng bức là do cái thời tiết, nó chỉ làm cái nhiệm gió là di chuyển. Thành ra mình biết vậy. Thì tại vì cái mùa tiết này á, cái mặt trời nó không có soi nhiều, thành ra đó là cái thời tiết nó mát mẻ, chứ không phải tại gió. Cái thời tiết này đó, mặt trời nó chiếu sáng nhiều quá, từ 4-5 giờ sáng, 5 giờ sáng là bắt đầu mặt trời nó rừng mọc rồi, rồi nó chiếu rọi riết tới 5-6 giờ chiều nó mới lặn. Cho nên á, khi như vậy thì nó nung nấu cái quả đất này. Cho nên cái gió nó di chuyển thì cái nóng này nó đi theo. Thành ra mình đừng giận hờn gió làm gì. Cái chuyện của nó làm cái nhiệm vụ nó vậy thôi. Nóng hay là mát hay là lạnh, không phải tội của nó. Đó, mình biết vậy để mình có cái sự chấp nhận. Thì giờ gió mát cũng được, mà gió nó có hơi nóng chút cũng được, không sao. Chút thì nó gió này nó thoáng qua thôi. Rồi thứ sáu là tử tưởng hay là quán tưởng về cái sự chết. Cái chết nó là cố nhiên. Quý vị thấy từ bậc chánh đẳng chánh giác cho đến mà phàm nhân, từ những cái người mà cao quý dòng tộc cho đến là vua chuyển lên thánh dương, hay là đến những cái người mà hạ tiện, những người chiên rà la, thấy không, cũng phải chịu chung cái này thôi. Cái đó là cái quy luật bất di bất dịch. Nó là cái tính chất thực tánh đó của nó là vậy. Hả, có sanh là phải có chết, tử là bất thường, họ là vậy đó. Nhưng mà cái chết nó đến với mình không biết được. Có người thì chết khi mà mới vừa rời khỏi lòng mẹ,
À, có người thì 5, 7 tuổi, có người thì 10 mấy 20 tuổi, có người thì 6, 70 tuổi, à, có người thì sống tới cả cả 100 tuổi, thấy không? À, thành ra đó, cái này là tùy duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. À, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ chết. À, giống như cái câu trả lời của cái cô thợ dệt đó. À, con biết là con sẽ chết, nhưng mà chết buổi sáng, chết buổi tối, à, chết khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi ăn uống gì đó thì không biết. À, mình không xác định chính xác được cái giờ, nhưng mà biết chắc chắn là phải sẽ chết. À, giống như tôi nói vui vui, giống như là bây giờ cái vé là nó đã nằm sẵn bàn rồi. À, chừng nào mỗi lần nó gõ cửa nó kêu á là mình lên đường. À, nhưng mà không biết kêu lúc nào. Có nhiều khi mình đang ngủ nó kêu cũng có nhiều khi mình đang đi nó kêu cũng có. À, có khi mình đang ăn uống mà nó kêu đi cũng có. Đó, thành ra đó mình sẵn sàng mình đón chờ. À, để khi mà chúng ta giả từ cái thân ngũ quẩn này, giả từ giác trọ này, đi tới một cái giác trọ mới, à, nương gá vào một cái thân ngũ quẩn mới, à, mình không có hốt hoảng sợ hãi, tại vì mình biết chắc chắn điều này sẽ xảy ra. À, rồi cái thời điểm hiện tại này mình đang sống đây, đang còn sáng suốt, sức khỏe còn đầy đủ, mình phải ráng mình làm để mình chuẩn bị cho cái giây phút đó đó. À, cho nên á, Đức Phật mới khuyên chư tỳ khưu là luôn luôn phải phải quán tưởng về cái sự chết. À, chính khi mà quán tưởng về sự chết này đó, nó dẹp diệt trừ đi những cái cống cao ngã mạn, những cái bám níu tham chấp vào cái đời sống này. Rồi à, đa quá tội tưởng là ở đây là chúng ta thấy rằng á, cái đời sống này á là đầy rẫy những khổ đau tội lỗi. À, nó là một cái vật quế trược, nó là một cái ung nhọt, nó là một ổ bệnh tật. À, mình mở mở cái lớp da này ra để mình thấy được cái ô uế ở ở bên này, cho cái lớp da nó bao bọc, nó che đậy. Chứ sự thật ra đó, ở trong cái thân này đó, nó phải chịu đựng những cái sự khổ đau do nghiệp, à, do những cái bất thiện, à, do những cái tác động bất thiện nó tạo nhân bây giờ đã. À, chứ không có cái gì là tốt đẹp hết. À, cho nên á, là mình mới thấy rằng cái thân ngũ quẩn này không có đáng gì để mình lấy. À, nó là tội chướng, nó là ung nhọt, à, nó là ổ bệnh tật, à, nó là cái túi chứa đựng những cái vật bất tịnh, là để từ đó mà chúng ta diệt trừ được những cái kiến chấp. Rồi à, ly tưởng là chúng ta cảm thấy nhòm gớm, ngao ngán, kinh tởm, ghê sợ cái thế gian này. À, cái thân ngũ quẩn này, à, trong cái thân ngũ quẩn này hay không, cái thế gian này đó không có cái gì để mà chúng ta bám níu hết. Đó, từ đó mà khi mà chúng ta có cái ly tưởng này để chúng ta mạnh mẽ hơn, à, nỗ lực hơn, tinh tấn hơn để chúng ta thực hành, à, các cái pháp thiện, à, để diệt trừ những cái pháp bất thiện. Rồi à, diệt tưởng là có sự ghi nhớ hay cái sự diệt của các cái tâm thức. À, khi mà
chúng ta cái một cái tác ý nó vừa khởi lên mình biết, à một cái tác ý nó diệt mình biết, à những cái chánh tư duy nó khởi lên mình cũng biết, cái tà tư duy nó khởi lên mình biết nha. Cái khi mà cái tà tư duy nó sanh khởi, à mình kịp thời mình quan sát, à mình làm cho nó diệt mất, à nó sanh nó diệt mình hiểu biết rồi, những cái chánh tư duy à nó nên, à những cái nào tốt đẹp mình gìn giữ. Nhưng mà rồi sao cái chánh tư duy này nó cũng tới, nó sanh rồi nó phải diệt, à, thì cả à, dù là chánh tư duy hay tà tư duy nó sanh khởi, những cái tác ý nào nó sanh mình biết, nó diệt mình biết, à mình theo dõi nó tường tận. Cái thứ 10 là cái cuối cùng là vô ái tưởng, à vô ái tưởng tưởng đây là để mà dập tắt tất cả những cái ái dục, mà những cái mong cầu, những cái tham muốn, à chính vì những cái ái dục ra khổ đau. Cho nên là quý vị cũng học trong Đức Phật nghĩa là gì? Ái sanh, ái sợ, người tóc không sầu không. Thấy được là những cái mầm mống khổ ra à, từ cái mặt để chúng ta cố gắng à, nỗ lực diệt trừ tất cả những cái nhân đó. À, rồi khi mà chúng ta bắt đầu thực tập à, thì chúng ta phải có những cái phương pháp à, đấu trị làm cho suy yếu à, rồi những cái trí tuệ của mình à, như mình phát triển mạnh mẽ à, nó mới có đủ sức để mà được các vị. Cái đời ràng là cái gì? Là do à, chặt đứt được à, những cái tà tiêu duy à, luôn luôn chánh tiêu duy có mặt à, thì chúng ta sẽ được an vui à, thoát khỏi những cái sự khống chế à, nhiệt não bức bách của khổ đau à. Thành ra à, bữa nay thì à, cũng à, à, tiện thì sư cũng xin giải thích về cái lời dạy của Đức Phật à, về cái à, những cái tưởng mà thuộc về tai hại và những cái tưởng mà chúng ta à, phải ráng nỗ lực à, thực hành để đem đến một cái đời sống an vui. Những cái tà tư duy là gì? Là dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng. Còn nếu mà chánh tư duy thì nó đấu trị lại à, ly dục tưởng, ly sân tưởng, à, ly hại tưởng. À, mà hay đó, mỗi khi tụng kinh, à, mỗi khi mà chúng ta có thời gian là để tâm trí à, đọc lại năm điều quán tưởng mà Đức Phật dạy à, thì sẽ đem đến cho quý vị à, nhiều cái pháp làm cho cái nội tâm an vui và lần hồi chúng ta sẽ thoát cái chế của ba cái hại tưởng à, ba cái tà tư duy à, thì với phước báo này à, kính chúc chư tôn đức pháp thể ngang ngang và chúc quý Phật tử à, có thêm được nhiều cái hiểu biết à, để chúng ta thoát khỏi ra sự khống chế à, của khổ đau, có một cái đời sống an lạc hiện tại và đi đến à, đoạn tất những cái phiền não à, thoát khỏi sự khống chế của khổ đau trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời
cả quý vị cùng nhau chia sẻ thêm Phật dạy. Nam mô Bụt Thầy và bình mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Minh Thông, và kính chào toàn thể đạo tràng và kính chào thầy kinh. Dạ sa thú, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng. Dạ không biết là quý đạo hữu có những câu hỏi, có thắc mắc gì về học hôm nay. Dạ con thấy bàn tay của thầy kinh, sa thú, dạ con kính dâng mít lại cho thầy kinh ạ. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ kính lễ sư Pháp Thanh, kính lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông cùng tất cả chư Phật tử trong room. Thân chào tất cả quý vị. Nay vô room thấy hoan hỷ, thấy sư giảng về vụ ăn nghe con nghe thấy còn khoái, thấy ăn còn khoái. Thấy sư nói về ăn này kia, bây giờ sẵn dịp còn cũng hỏi sư vậy để ăn luôn để mình giải quyết cái vụ này. Thì theo như sư trình bày thì mình nói cái ăn thì nó cũng có những cái mà cái gì mình ăn là một điều xấu chẳng hạn như vậy. Thì theo như vấn đề này con thấy thì mình ăn thì thế mà mình ăn mình ngon thì mình thích, mà ăn mà không ngon thì mình không ưa. Mình ăn sao miễn mình không có sát hại chúng sanh, mình không có lường gạt ai, mình ăn bằng cái đoạn diệt thực của chính mình. Khi mình ăn như vậy thì thưa sư, mình ăn như vậy nó xấu là xấu chỗ nào, mà nó không xấu là không xấu chỗ nào, mà ăn như thế nào mới thật sự gọi là ăn đúng pháp. Đây là vấn đề mà hình như là nó gắn liền theo cái đời sống của nhân loại mình rất là nhiều, và tất cả những sinh khác. Bởi vì đời sống mà không có ăn nó phiền lắm, gặp nhau mà không đãi miếng ăn thì nó cũng mất vui. Sẵn giờ cùng tỉnh sư quan hệ giải thích ăn như thế nào nha, cùng tỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ con không biết là dạ không biết sư Pháp Thanh còn nghe âm thanh của tụi con không ạ. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh. Dạ không biết hình như là sư không. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không ạ. Dạ sa thú, không biết là thấy cái mic của sư Pháp Thanh ở đây mà không thấy sư trả lời. Dạ cảm ơn đạo tràng ạ. Thầy kinh hỏi câu hỏi xong cái sư bị rớt mất luôn rồi thầy. Dạ con không thấy, chắc sư ra ngoài rồi. Dạ con không thấy cái đích của sư ở đây nữa. Dạ đúng rồi, chắc cái đường truyền của sư có vấn đề. Ồ con thấy sư vào rồi. Dạ không biết sư Pháp Thanh còn nghe âm thanh của con không ạ. Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Con thấy cái nick của sư trở lại. Dạ cái này trời ơi, sao con dám sư. Dạ thầy. Dạ con không biết là sư Pháp Thanh còn nghe âm thanh của con không, cho con xin tín hiệu ạ.
Con không thấy sư Pháp Thanh trả lời. Chắc phải lặp lại câu hỏi của thầy. Dạ, thầy con kính thỉnh thầy, con kính mời thầy cầm mic nha thầy. Khoan thầy. Dạ, để không thấy đường truyền của ồ sư ra lại. À, sư đang sư còn không rung. Mà không biết là sư có nghe không ạ. Dạ, cách này chắc dạ con thỉnh sư đặt câu hỏi rồi nếu mà xong sư trả lời. Ủa, nổ quên con đặt câu hỏi thầy kinh chứ. Thầy kinh nên đặt câu hỏi lại. Dạ sao giờ? Chắc là đường truyền rồi, đúng rồi. Sư bị rớt mic. Dạ đúng rồi, sư bị rớt mic. Thôi vậy giờ kính mời thầy kinh đi. Thầy kinh đặt câu hỏi xong rồi thầy kinh trả lời câu hỏi luôn. Dạ sao giờ bắt đầu trang. Dạ thầy trả lời luôn đúng không? Theo yêu cầu của thầy ơi. Dạ con thấy nick của sư Pháp Thanh vào lại. Dạ con không biết sư Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Dạ nếu sư nghe được âm thanh của con, sư cho con xin bàn tay của sư ạ. Rồi không. Sao thấy nít ở đây mà không ấy. Sư bị rớt mất rồi. Sao Nguyên Trang thấy cái nít của sư còn trong đây mà không nghe được rồi. Dạ thầy, dạ con kính dạ con kính mời bàn tay của thầy kinh nha thầy. Trời, dạ con xin xuống mít ạ. Thầy khiêu chiến nha. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ, nằm mô với thầy á. cái vụ đặt hỏi xong trả lời luôn trả. Chắc sư Pháp Thành bị té rồi, hay là lấy cái mic sư, lấy cái tên của sư ra đi, sư kẹt á, bị kẹt cái em cái nickname kẹt em vô ra không được sao vậy. Đó. Đó sẽ giờ bài được kìa, sư giờ bài được kìa. Dạ, cùng tỉnh sư Pháp Thành. Dạ, mấy cô lặp lại đi nè. Giờ sư có công việc sư đi ra ngày chút đó. Tại có mấy chú đến để giúp sư một số công việc nè. Sư có chị đi ra xin mấy cô quan hệ lại rồi sư giải đáp. Nam mô Bụt thầy. Dạ, nam mô Bụt thầy á. Dạ, kính lễ sư Pháp Thành. Hồi nãy con đặt câu hỏi quá chừng luôn, sư đi đâu mất tiêu. Đi đâu mất tiêu, làm mất ăn luôn. Đang nói về bàn về cái vấn đề ăn, con thỉnh sư quan hệ giải thích về vấn đề cái vụ ăn ha. Rồi ăn thì ví dụ mình ăn thì biển mình ăn sao mà không có phạm vô những cái tội như là mình cắt xanh, hay là không phạm vô tội trộm cắp. Những dịch thực gì mình làm mình ăn thì mình ăn thì thấy thấy ngon thì mình ăn dở mình bỏ mình không ăn mình chế thì đâu có gì là xấu đâu có gì là tội đâu thưa sư. Thì trong cái đời sống con người mà cái ăn nó gắn liền với lại cái đời sống mà. Đi đâu cũng phải có ăn có uống đi giờ thí dụ như con đi qua bên vượt chị nha gặp các bạn thì cũng phải đãi ăn nhé đâu phải thì vậy ăn nó có nó xấu chỗ nào nó tốt chỗ nào và ăn như thế nào gọi là ăn đúng pháp sư Pháp Thành quan hệ giải thích cho nhiều lợi lạc bởi vì món ăn là rất là quan trọng trong cái đời sống và nó một thà đó. Nam mô Bụt thầy giá, Nam mô Tham thầy giá, Nam mô Sang thầy giá. Thì sự thật đó, cái tịnh hay không tịnh nó không phải nằm ở ngoài cái món ăn, mà tịnh hay không tịnh là do cái nội tâm của chúng ta. À, cái ăn nó là cái chuyện bình thường. À, như hôm trước sư nói đó, cái ăn là để gì? Để đất nước lửa gió bên ngoài
để duy trì bù đắp mà nuôi cái đất nước lửa gió ở ở ở cái trong thân ngũ quẩn này thôi đó. Chúng ta ăn, nếu mà chúng ta ăn mà trong cái trạng thái tham lam, thỏa thích cái khẩu vị thì như vậy á, là lúc đó là ăn ở trong cái tâm ô nhiễm. Mặc dù là bây giờ có nhiều người á, họ nói là ăn chay, ăn chay là thanh tịnh, nhưng mà nó ăn chay mà mình bây giờ mình mới tậm cầu. Bây giờ quý vị thấy rằng ở thế gian đó, họ làm đủ thứ, nào là nem chay, chả chay, heo quay chay, thịt bò chay, rồi là chay cá chay, tôm chay, đủ thứ đó. Để gì? Để thỏa mãn cái vị giác và cái khẩu vị của mình. Chứ sự thật ra đó, nó là gì? Nó cũng là đất nước lửa gió, nhưng á, mà mình chấp vô, mình bám níu vô, mình bám chấp vô đó, rồi mình nói là ăn chay là tịnh, nhưng mà mình quay lại mình nhìn cái tâm mình đang ăn cái đồ chay mà ăn với cái tâm tham, thành ra đó là cái sự ăn nó cũng là bất tịnh chứ đâu phải là tịnh đó, không? Rồi khi mà mình ăn mà mình giết chóc các cái sinh vật khác, mình tàn hại các sinh vật khác để mình ăn, để thỏa mãn cái khẩu vị, thì cũng là không tốt đẹp. Đó thì trong ăn ở trong những cái trạng thái gọi là tham. Rồi bây giờ ăn ở trong cái trạng thái là sân, những cái món ăn này mình không có thích, nó không hợp khẩu vị, mà bây giờ bắt mình ăn ăn trong cái khó chịu, là cái thứ hai. Rồi cái quá ăn ở trong đây mà không thấy mình được sẽ ăn về mà của cái câu chuyện ông bữa là ông này ông đang về vật lý, hình như không lâu quá Avogadro âm bay ông là cái dòng cái cho ông có cái còn hai cái đùi thôi. Cái bà vợ làm xong cũng lấy hai cái đùi cũng gói lại vô cái tờ giấy, cái túi áo khoác bên này bỏ hai cái đùi, cái túi khoác bên này thì bỏ một cái ông ta tranh thủ vô để bày các cái dụng cụ thí nghiệm ra, vừa ăn rồi vừa làm vừa bày các cái dụng cụ thí nghiệm ra, để ông ta thí nghiệm cái khi mà cái dòng điện á nó chạy qua cái bắp thịt á, thì cái bắp thịt nó sẽ co giật như thế nào. Thì chúng ta mãi biết ta là vừa ăn vừa làm. Cái bắt đầu chúng ta chuẩn bị những cái dụng cụ để mà thí nghiệm xong hết rồi, chúng ta mới thò lại cái túi áo khoác, ông ta thò vô túi để lấy hai cái đùi ếch ra để chúng ta thí nghiệm. Thì còn cái khúc bánh mì mà hai cái đùi ếch thì đồng ý. Thành ra khi đó chúng ta ăn mà ăn cái tâm trí mê mờ, ăn mà mình chả biết ăn cái gì nữa. Đó là không có hay biết, không có sống trong cái thực tại, thì khi mà chúng ta ăn ba cái trạng là mê mờ hay là không có tịnh, bất tịnh đó, ăn như thế nào
là tốt đẹp. À, ăn tự tu hành, à, ăn trong chánh niệm tỉnh giác, à, mình nhai biết nhai, à, mùi vị mặn lạc biết, à, rồi mình vừa biết được cái cảm giác, cái chuyển động của cái hàm dưới. À, có nhiều người ăn á, mà họ không có để ý. À, có một lần thiền sư hỏi vậy chứ khi ai đó, à, mấy hàm, tại vì mình đâu có chú ý quan sát vào cái sự ăn đâu. Họ nói là, à, ăn là nhai hai hàm. Thấy không? Bị gì mình không có thiếu cái sự quan sát. Thì sự thật ra đó, cái hàm trên là nó gắn liền với cái xương sọ rồi. Cái hàm trên làm sao mà nó di chuyển, nó chuyển động được. Cho nên chúng ta ăn á, chỉ có cái hàm dưới thôi. À, đó, cái hàm dưới nó đưa qua, đưa lại. À, nó làm cái nhiệm vụ để mà nghiền thức ăn. Đó, thì chúng ta chú tâm vào cái gì? Cái chuyển động của cái hàm. À, cái vị giác mình biết. À, cái hàm chuyển động mình biết. Cái tay mình mút dập thịt, cái chuyển động của tay mình biết. Đưa lên xúc chạm môi mình biết. Xúc chạm vào lưỡi mình biết. Đó, khi mà chúng ta ăn giống như là thực tập thiền, là ăn với trí tuệ. Mỗi cách. À, thành ra đó, ở bên trường thiền có nhiều lúc mà mấy vị thiền sư ông hỏi, mà nếu mà mình không có thực tập á, mình không biết đường trả lời. Có bữa ông hỏi gì chứ là một miếng cơm mình nhai mấy lần, mình nuốt mấy lần. Nếu mà mình không có chú tâm vào quan sát thì làm sao mình biết được những cái chi tiết này. Đó, thành ra đó, khi ăn ở đây á, là tịnh hay bất tịnh là do tâm. À, chúng thực vật thực dù là chay, vật thực phát sanh lên mà không có do cái ác bất thiện nghiệp. À, nhưng mà chúng ta ăn với cái tâm tham, à, hoặc là với tâm sân, hoặc là với cái tâm mà muội lược không hay biết rõ ràng, thì cũng trở thành cái vật bất tịnh. Đó, cho nên á, tất cả chúng ta đều phải học hết. À, chúng ta muốn có sự an vui thì chúng ta phải học, rồi chúng ta phải thực hành từ những cái oai nghi, à, đi đứng, à, ngồi nằm, khi ăn, khi nhai, khi nếm. À, đó, rồi nếu mà trường hợp mà thời xưa đó, các vị tỳ khưu ăn ngồi đó là vật thực để trong bát, rồi phải dùng tay, à, dùng tay bóc để mình ăn. Bây giờ hiện giờ một số các cái vị mà ở bên Miến Điện người ta cũng vẫn còn thực hành cái đó. Để chi? Để cái sự thực hành của chúng ta càng càng chi tiết hơn. À, cái bàn tay mình đưa vô bát, rồi mình nắm lấy thức ăn, mình biết nắm như thế nào cho nó vừa đủ. À, để không có dương dãi, không có đổ rơi rớt. À, rồi đưa, khi mà đưa vô miệng thì phải vừa phải, à, không có há miệng quá lớn, hay là không có phải mà cầm vắt cơm mà thải vô miệng. À, thì cái này là Đức Phật đã dạy ở trong 75 ân học pháp. À, cho nên á, cái sự ăn á, nó cũng là một cái bài thực tập về thiền. À, nếu chúng ta ăn, à, trong sự chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó là ăn trong trí tuệ. À, còn nếu mà mình ăn mà mình có sự quán tưởng, à, theo cái lời Đức Phật dạy, à, vật thực này á, ăn không phải là để vui đùa như trẻ con ở thế, không phải để dưỡng sức cho mập mạnh, không phải là để trang sắc như phụ nữ, không phải mà ăn để có sức mạnh để, như những cái người mà võ sĩ đấu vật. À, chúng ta ăn để nuôi mạng, à, để chúng ta sống, để mà tu hành. À, thì gọi là ăn trong giới. À, rồi đó, thành ra đó,
ăn nó cũng có nhiều cách. Ăn trong cái tâm mà hiểu biết rõ ràng với trí tuệ là ăn trong tịnh, ăn mà mình có cái sự quán tưởng để mình không chấp thủ, mình biết dùng cái vật thực này chỉ để nuôi mạng mà thôi, là ăn ở trong giới, không có chê khen vật thực dù có ngon mình cũng không có bám níu, mà dầu có không có hợp khẩu vị mình cũng có chê. Mình quý trọng cái công sức của thí chủ, người ta phải bỏ công ra đi chợ, người ta mua đồ, người ta nấu nướng, người ta đem lại dân hỏi sư sư con nấu ăn sư ăn được sư, bây giờ có dở gì cũng được, cũng được, miễn mình ăn để mình nuôi sống cái vật thực này nó phù hợp với cơ thể mình là được rồi. Chứ còn bây giờ nó không hợp cái gì, trời ơi mấy bà nấu ăn dở ồn không, làm người ta phiền não rồi, nó cũng tổn giảm cái phước của người ta rồi. Hồi người ta hồ hởi, người ta đi chợ đi siêu thị, người ta lựa chọn rồi người ta dậy, người ta nấu nướng, người ta đem đến để dâng cho mình. Ít ra mình cũng nói một cái câu gì cho người ta hoan hỷ, mình nói được rồi, là được rồi. Mà giờ bây giờ dù cho có món ngon thượng vị đi chăng nữa mình cũng đừng khen, tại vì khi mình khen là bắt đầu người khác người ta có tâm ganh tị, thế này thế kia đó, thành ra đó trong cái ăn mà mình cũng phải khéo xử sự trong cái ăn thôi, nó cũng là một cái bài học, cũng là một cái pháp, một cái pháp để mình thực hành trong đời sống. Thì nếu mà chúng ta khéo xử sự và biết thì chúng ta sẽ sống với trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta ăn mà để cho vô minh phiền não nó xâm chiếm thì ăn trong mê mờ bất tịnh. Thành ra hồi đó ngài hòa thượng ngài nói đó, thành ra mình ăn mình cũng phải cố gắng thực hành để ăn với trí tuệ, hay là hoặc là tệ lắm á, ăn ở trong cái giới, tức là phải có sự quán tưởng kỹ càng để chúng ta không có bị phiền bị phối trong cái việc ăn của mình. Thì đó là một cái sự thực hành tốt đẹp, và cũng xin giải đáp cái câu hỏi của Quỳnh Kinh Milanda. Và chúc Quỳnh nhiều sức khỏe an vui, và chúc đạo tràng nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã trả lời hỏi của thầy Kinh. Dạ, con thấy bây giờ là 10 giờ 39 phút. Dạ, Nguyên Như xin thông báo cho chư vị trong đạo tràng biết. Con biết cũng có nhiều vị ở trong đây không có Facebook, thành ra không có biết được tin là sư phụ pháp tính đã bị cái đau mắt rất là nặng. Và hồi hôm qua là sư phải vô trong mổ, cấp bác sĩ bắt leo lên bàn mổ liền. Thì khi mà lên mổ thì lại bị tiểu đường nặng, thành ra sư không có được phê chuẩn để mổ, mà người ta chuyển sư pháp tính qua cái trường đại học y dược để mà ở bên đó lo. Thì họ mới nói là cái đường của sư là đến 12.8, không có mổ được, bây giờ phải chuyển về. Bây giờ thì sư đang ở chùa để mà lo cái việc làm vừa tập thể dục rồi vừa cho nó xuống đường ăn trong cái phải ăn kiêng đó chư vị. Thành ra như có gửi về, và bác sĩ Dung có gửi về những cái bản là thức ăn làm sao trong vòng 14 ngày để mà sư có thể điều dưỡng để mà lên mổ. Bác sĩ nói là mổ cườm mà nó thành và gọi là qua là cườm sữa rồi, rất là nặng, thành ra phải mổ liền, nếu không là con mắt nó sẽ bị mất luôn cái thị lực. Thành ra như xin kính xin báo cho chư vị trong đạo tràng biết. Và cũng vì lý do này
thì thứ năm này thì sư Pháp Tính sẽ không có vô vào dạy được. Thành ra con không biết là thầy Kinh có rảnh hay không, mà thầy có thể là vào lớp để dạy thế cho sư Pháp Tính được hay không. Dạ, Nguyên Như xin kính kính thỉnh thầy Kinh. Dạ, con xin nhường mic lại cho thầy ạ. À. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Dạ, trước tiên là xa thú kính chân sư Pháp Thanh. Hoàng hỷ giải đáp câu hỏi rất là thiết thực, rất là tuyệt vời. Thứ hai là giờ thứ năm này sư Pháp Tính giảng thứ năm phải không? Phải không vậy? Rồi vậy thì học thứ sáu luôn hả? Học hai buổi luôn hả? Học nổi không? Thứ năm thứ sáu luôn ha? Rồi, làm luôn ha. Ok. Sẵn sàng làm luôn. À, quý vị quan hỷ là làm luôn, học là chịu học là sẵn sàng hết. Rồi, thống nhất vậy ha, là thứ năm này vô, thứ sáu vô luôn hai buổi. Rồi, sẵn cầm mic luôn thì hỏi thêm sư Pháp Thành nãy con nghe sư nói về vấn đề mà lấy tình thương mà xóa bỏ hận thù hết sư. Cái này ngày xưa người ta hay nói vậy, là dân giờ giống như là theo kiểu mà qua Mỹ đó, mấy tình thương xóa hận thù. Nhưng mà con thấy vấn đề này nó không phải đơn giản như mình nói được sư. Đi gặp mặt người nào thấy ghét rồi đó, thì giờ làm sao mà lấy được tình thương xóa bỏ hận thù nữa. Thấy mặt đó mà thấy muốn quýnh. Thì giờ theo như vấn đề này thì theo như sư, giờ mình có cái phương pháp nào để mình gặp người mình không ưa, gặp người mình ghét mà mình vẫn có thể mình thương nó được hay không ạ? Vấn đề này là cái rất khó cho cái đời sống của chúng sanh trong thế giới này. Dạ, tổng hợp thầy giá con cũng tính sư ạ. Nam mô Sangha. Tự ra lấy tình vì cái tiền trong pháp cú kinh thì Đức Phật cái phương mà đối trị hận thù thì nó sanh ra từ đâu? Cái ganh tị bỏng sẻn quan hay là hồi đó nghe hoặc nghe câu chi giải bất tức là cái quan trái này nè, cái quan gia nè, cần phải bỏ nếu mình mà buộc là nó càng ngày nó càng rối thêm. Bây giờ nó đã mà mình cứ buộc hoài thì nó càng chồng chất cái mối rối, nó càng càng nhiều thêm chứ không ấy được. Thì bây giờ mình tìm ra cái mối đó, mình mở ra thì mọi sẽ suôn sẻ tốt đẹp. Quan gia ngõ hẹp, mình mà mình không thích, không ưa cái người đó rồi đó, mình đi đâu cũng gặp á. Quý tiên chuyện tiên biết bao nhiêu đời mà Bồ Tát với bà đó không, cho đến kiếp cuối cùng mà ngày xưa rồi mất tuấn ông đi theo ngày. Tại vì ông cột cái quan trái với Bồ Tát quá sâu nặng đi. Là cái gì giải trừ các cái quan trễ đâu. Khi mà chúng tự phản tịch xem xét chúng đi lại nhìn chính mình thì thực hành quan trái mở. Quý thấy với một người nào đó
À, ta nói ha, mà yêu người thì yêu cả đường đi, à mà ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. À, khi mình ghét cái người đó rồi đó, đến những cái người nào mà gần xung quanh người đó mình cũng ghét lây luôn. À, nó khổ vậy đó. À, cho nên á, mình nhìn lại, à khi mà mình sân hận bực bội nó diễn ra là sao, nó dày dò cái nội tâm mình rất là khổ đau. À, cái người kia đó mình nói ra đâu có biết đâu, họ tỉnh bơ, họ cười nói vui vẻ bình thường, họ đâu khổ. Chính vì mình cột quá, tự mình dày dò, mình tự đau khổ, ăn ngon ngủ không yên, bực bội tức tối, à tự mình làm mình khổ mình. Thấy không? Bây giờ khi mà mình khởi tâm từ lên, à mình xả bỏ, à là mình nhận thấy mình thương lấy chính mình đó. À, mỗi lần cái sân hận, cái oán thù, oan trái nó sân khởi lên, nó làm cho mình đau khổ, nó thiêu đốt mình, à nó dày dò. À, cho nên á, khi mà mình biết, à mình phải thương chính mình, tại sao mà tự mình khổ mình. À, khi mà mình hận thù người khác, mình muốn hại người khác, chưa bị hại mà chính cái nội tâm mình nó đau khổ rồi. À, cho nên á là ta nói mà nếu mà mình lấy hoa mình tặng cho người á, thì khi mà mình cầm cái bông hoa lên mà mình hưởng cái mùi thơm trước. À, còn nếu mà bây giờ á mình thù quán cái người đó, lấy cái vật xú quế mình ném vô người ta, thì người ta cho mình không. Chính vì khi mà mình dùng lý quán xét phản tỉnh, à mình thấy những cái chấp thủ quan cái, à nó tạo thêm cái sự đau khổ thôi, nó càng đi sâu vào những cái ác bất thiện nghiệp, à rồi gây khổ đau tổn hại cho chính bản thân mình trước. À, à chồng chất những cái khổ đau. Cho nên á, khi mình thấy vậy thì mình từ từ mình mới mở được, à mình mới giải trừ được. Chứ còn á, đâu phải mà dễ. À, tại vì á, không phải mà quan trái một đời này. À, có những người mà khi mà mình tự nhiên mình gặp họ lần đầu tiên là mình thấy ghét rồi. À, là sao? Mình những người này nó cũng có cái quan trái từ quá khứ rồi. Cho nên là bây giờ á, những cái bất thiện này nè, nó khởi rồi, làm cho cái tâm mình bất an, khổ đau. Cho nên á, là chúng ta phải thường xuyên cho tôi được an vui hạnh phúc, à rồi cho tôi tránh khỏi những điều quan trái, à rồi mình á, mình xả bỏ tất cả những quái của chúng sanh khác đã gây tổn hại khổ đau cho chính tôi, rồi tôi cũng xin xả bỏ những tầm vô minh phiền não chi phối cho nên tôi gây khổ đau cho những chúng sanh khác. À, xin các vị cũng hoan hỷ xả bỏ. À, mình tập lần lần. À, rồi mình hướng tâm cầu mong cho bản thuộc an vui, cầu cho những chúng sanh an vui, cầu cho những người mà có quan trái với mình, đi đến những cái người mình, bản thân mình, những người gần mình nhất, rồi mới đến những cái người mà không thân mà cũng không quen, rồi mới đi đến cái người mà có quan trái.
à, nó từng bước từng bước từng bước như vậy. À, thành ra thực hành cái xả bỏ, à, thường từ, à, để xả bỏ những cái điều là mình chính mình á, à, để mình có cái nội tâm an ổn tốt đẹp. À, còn nếu mà mình càng kết quan trái nhiều thì càng khổ nhiều. À, thành ra chúng ta tự phản tỉnh xem xét để từ từ, từ, à, mình mới thành được cái hạnh mà, à, xả bỏ diệt trừ từ cái tâm sân hận. Thì cũng xin giải đáp cho quý vị, à, giáo này thì cầu mong cho đại đức pháp tính, à, sớm được, à, vượt qua, à, bệnh tật, à, cầu mong tất cả quý vị. Cầu mong tất cả dạ, nguyên như con xin kính tri ân, à, sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi rất là hay của thầy Kinh. Dạ, con thấy, à, sư Nguyên Thông đã giơ bàn tay xinh đẹp của mình. Dạ, nguyên như con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông, bạch sư. Dạ, cảm ơn nguyên như con. À, kính thưa đạo tràng, con xin trân trọng cảm ơn sư phụ Pháp Thanh và thầy Kinh đã đưa ra những cái câu hỏi rất ư là hay. Thật sự ra sau khi nghe thầy Pháp Thanh đã nói rằng thầy con muốn thôi, nhưng mà tại lỡ lần ra, thành ra con thấy như sư phụ Pháp Thanh nói rất là tuyệt vời. Thì con thấy thế này nè, những điều mà chúng ta học ở đây đó là con thấy là Đức Phật đã giảng dạy chúng ta. Thì Ngài có giảng dạy là lấy từ bi giận diệt hận thù, lấy hận thù diệt hận thù thì không đời nào diệt được, nhưng mà lấy từ bi diệt hận thù đó là chân lý ngàn thu. Và cái điều thứ hai nữa, Đức Phật cũng có giảng giải nữa là nếu mà chúng ta nghĩ đến cái nhân quả đó thì tại sao chúng ta phải để những hận thù trong tâm của chúng ta. Tại vì vậy cho nên là sư phụ Pháp Thanh vừa nói câu rất hay là phải buông xả bỏ đi. Và nếu mà chúng ta nhớ đến nhân quả đó, thì nếu mà chúng ta để cái hận thù vào trong tâm chúng ta, rồi nếu mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta thân hoại mạng chung, khi mà cái tâm chúng ta còn hận thù thì chúng ta đi đâu? Vì vậy nên con nghĩ rằng chúng ta là những người là Phật tử hay những người mà tu sĩ thì nhớ nghĩ cái điều đó. Cho nên hằng ngày thì phải thường xuyên thiền samatha để luôn luôn có cái định cái trong tâm của chúng ta. Và nếu mà chúng ta thường xuyên hành samatha đó, thì thường xuyên trong một thời gian vào khoảng 3 tháng 4 tháng thì lúc nào chúng ta cũng có cái định trong tâm của chúng ta, dầu chúng ta đi đứng nằm ngồi. Và khi mà định như vậy đó thì chúng ta thấy một cái tâm hận thù mà nó nổi lên trong tâm của chúng ta thì chúng ta diệt đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó những cái lời, cái sự suy nghĩ mà thô thiển của con xin được trình bày, và con chân thành tri ân sư phụ Pháp Thanh và thầy Kinh để giảng dạy cho chúng con đây. Xin được trao mai là cho Nguyễn Như con. Sa thú. Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, nguyên như con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Phavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba buddha nu fave na sada so thi phavang tu te phavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba dhamma nu fave na sada so thi phavang tu te phavatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba sangha nu fave na sada so thi
Phà văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Minh Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hin ta hin. Ta tham ma da ne na pha văn tu phu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng da lê. Thế ra cha mắn cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca da na pha ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sắp pa na phu ta su khi ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha vô pa pa ti ca. Ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tân cha te sam bê bi đung kha sa ca ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha cung ga la sang khô hô tu sa mang gô. Qua an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mô. Sam bê bi tham ma cha ri no vô thân sam ba bù này ya ma tham ma ri yam ba vui. Đệ tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoa nha ta yu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu. Y đăng quá tám mê buồn nhân à sa quá khá già quá hằng hồ tu án nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin nguyện cầu những phần phước mà đạo tràng đã học được và đã tích lũy được trong ngày hôm nay. Con nguyện xin dâng lên, chúng con nguyện xin dâng lên tất cả cho đại đức Pháp Tính, và nguyện cho sư phụ có thể được bình an và qua cái giai đoạn rất là cách bách này. Và Nguyên Như xin hồng ân tam bảo phù hộ cho các chư vị Phật tử trong đạo tràng cũng như chư tăng và thầy. Và con xin tất cả mọi người đều được an lạc. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.